Những ngày tháng 4 lịch sử, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 14, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh xúc động tự hào được đón tiếp Đại tá Nguyễn Lương, còn gọi là Sáu Lương, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, nguyên tiểu đoàn trưởng kiêm chính trị viên tiểu đoàn 14. Trò chuyện với cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn, chú Sáu Lương vẫn nhớ như in những năm tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt. Lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày, chiến đấu trực diện với quân địch. Ác liệt nhất là giai đoạn quyết tử giữ Gò Dầu từ năm 1969 đến năm 1971. Thời điểm đó, địch cố chiếm lấy ngã ba Gò Dầu, muốn chia cắt cách mạng với nhân dân bằng chiến thuật biệt kích nhà Giang Bừa. Sau khi càn quét, địch bí mật để lại một bộ phận theo dõi, phục kích bắn giết cán bộ ta. Năm 69, lúc đó bác làm chánh viên đại đội 2. Đại đội 2 là được tuyên dương anh hùng đầu tiên, là hồi đó là bác về xây dựng á. Coi như là mang nắp hầm bí mật trên lưng là năm anh em với bác làm chánh viên về, coi như bám trụ quyết tử giữ Gò Dầu, làm hầm bí mật bằng đêm mới vô Phước Hội lấy gạo ăn. Rồi sau đó bắt đầu mới đánh diệt ác trụ gần cái đồn Phước Hội luôn. Nhờ cái thế vậy mà diệt nguyên một trung đội biệt kích, đánh tận đó coi như sao nó không dám bỏ răng bường, gãy kế hoạch đó. Tiểu đoàn 14 càng đánh càng mạnh, chiến công nối tiếp chiến công. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tiểu đoàn đã tham gia 4 chiến dịch lớn, đánh trên 400 trận lớn nhỏ, tiêu diệt hơn 13.000 tên địch. Tiêu biểu trận tập kích đồn Đất Mọi tại xã Thạnh Đức vào tháng 5 năm 1973 đánh dấu sự trưởng thành về trình độ hiệp đồng tác chiến, bản lĩnh chỉ huy, kỹ chiến thuật chiến đấu của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn. Đánh đồn là cực hơn đánh ngoài trời. Hy sinh nhiều, mà hồi đó anh em yêu cầu đánh bộc phá, anh em đều xung phong dữ lắm, không có thoái thác nhiệm vụ. Nên cái huấn luyện đánh đồn khó, phải kiểm tra cho kỹ, cách đánh sao cái nọ, triển khai vô đồn đánh sao cái nọ, làm kỹ lắm. Mới bắt đầu xuất quân đánh. Hồi đó chỉ quy định là tiểu đoàn trưởng phải bò vô tới lô cốt đầu cầu mới đánh được, chứ không bò là không cho đánh. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tiểu đoàn 14 có nhiệm vụ phối hợp cùng các đơn vị địa phương và quân chủ lực miền giải phóng thị xã Tây Ninh, ngăn chặn địch tháo chạy về Sài Gòn. Thượng tá Hà Duy Cường, chủ biên cuốn sách lịch sử tiểu đoàn 14, khẳng định vai trò chủ công của tiểu đoàn 14 trong trận quyết chiến chiến lược giải phóng thị xã Tây Ninh. Bước vào giải phóng thị xã Tây Ninh thì có tất cả tỉnh ta có 12 tiểu đoàn, trong đó tiểu đoàn 14 làm nòng cốt. Tiểu 14 chính là đơn vị đánh vào trung tâm, rồi đánh vào những cái hiểm yếu nhất của thị xã Tây Ninh. Tiểu đoàn 14 cũng là một cái đơn vị cắm lá cờ đầu tiên, cờ mặt trận dân tộc giải phóng lên cái đỉnh cao nhất của dinh tỉnh trưởng Tây Ninh. Và tiểu đoàn 14 cũng là người đơn vị đầu tiên buộc tỉnh trưởng của ngụy Tây Ninh lúc bây giờ là Đại tá Bùi Đức Tài phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Và sau đó tiểu đoàn 4 thì tả quân về và là bảo vệ nhân dân. Chiến công của tiểu đoàn 14 cũng là chiến công chung của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Tây Ninh, hòa vào niềm vui đại thắng của dân tộc. Tiểu đoàn 14 đã vinh dự được nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 12 tháng 9 năm 1975. Những công hiến đóng góp của tiểu đoàn 14 đã góp phần xây đắp nên truyền thống trung dũng, kiên cường, đánh nhanh diệt gọn của lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh. Đến hôm nay, nhìn lại và tự hào, càng quyết tâm rèn luyện, nỗ lực hơn để luôn xứng đáng là bộ đội của dân, bộ đội Cụ Hồ.